Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 11. Hôm nay thì mình và Duy sẽ lại cùng nhau đi giải đáp những thắc mắc mà anh em đã để lại ở trên số hỏi đáp thứ 10 nhé. Và nếu anh em có những câu hỏi gì hay những băn khoăn gì có thể comment dưới phần bình luận để bọn mình tiếp tục trả lời những câu hỏi đó nhé. Ok, vậy thì đến câu hỏi đầu tiên luôn của bạn Baby Shark cho em hỏi là chơi LOL các game offline thì màn 60Hz hay 144Hz thì là ổn hơn ạ? Ở đây thì màn tần số quét cao sẽ có ưu điểm rất là lớn khi mà bạn chơi những tựa game FPS mà bắn súng góc nhìn thứ nhất, ví dụ như là CSGO này hoặc là PUBG này, đủ điều kiện thì bạn cứ quất bàn 144Hz để cho trải nghiệm tuyệt vời nhất nhá. Còn nếu như là bạn chơi game offline thì màn 60Hz hay là 144 thì nó cũng không quá là khác biệt nhau đâu. Ok, nhưng mà khuyên bạn là đủ điều kiện thì cứ quất màn 144. Thừa hơn thiếu. Câu hỏi thứ hai của bạn Trung Hiếu cho em hỏi là có nên mua laptop gaming để học đồ họa và lập trình không? Với câu hỏi này của bạn thì cấu hình của laptop gaming thì nó rất là mạnh rồi và nó thừa để mà cho những cái tác vụ học đồ họa hay là lập trình của bạn. Tuy nhiên khi mà bạn học về đồ họa ấy thì bạn cần phải quan tâm một điểm, đó chính là về độ phổ màu và độ sai màu. Bởi vì là để cho tiết kiệm cái giá thành của việc tạo ra laptop ấy thì không phải chiếc laptop gaming nào cũng có độ phổ màu và độ sai màu tốt để bạn có thể làm đồ họa đâu. Ngoài ra thì khi mà bạn học lập trình này thì bạn cần phải chú ý thêm về bàn phím và màn hình làm sao có thể để cho bạn có một cái trải nghiệm sử dụng lâu dài tốt nhất. Và hai yếu tố chính mà Minh nhấn mạnh là độ phổ màu và độ sai màu của màn hình là cái yếu tố rất là quan trọng của một chiếc laptop gaming, nhưng để học đồ họa tốt nhá. Ok, câu hỏi thứ ba của bạn Đăng Mãi chào anh, cho em hỏi 19 triệu trở về mua được máy nào học công nghệ thông tin và không chơi game. Ấy chà, không chơi game à? Thì bạn có thể lựa chọn những dòng máy của ThinkPad như kiểu là ThinkPad T480 hoặc là Dell Latitude E7490. Những dòng máy này thì rất là phù hợp cho những bạn nào mà học công nghệ thông tin mà không chơi game đấy. Bàn phím rất là tốt, hoàn thiện tốt, độ bền cao. Và cái tính ổn định cũng rất là cao đấy. Ok, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tư của bạn Trường Lê Phước. Anh ơi cho em hỏi học ngành công cơ điện tử, ngành của mình. Em có chỉnh sửa ảnh này, làm cả video nữa, có chơi vài game nhẹ, anh tư vấn cho dòng máy nào trong tầm 20 triệu với ạ. Ok, thì với ngành cơ điện tử thì ngành này khá là tạp đấy, khi mà phải sử dụng rất là nhiều các phần mềm của nhiều các ngành kỹ thuật khác nhau hợp vào. Chúng ta vừa có phải vẽ mạch này, cả về mô phỏng và cả vẽ kỹ thuật như kiểu là CAD này hoặc là Proteus, Antium. Những cái phần mềm này thì nó cũng không phải là quá nặng đâu, nhưng mà để cho bạn có một cái trải nghiệm lâu dài bền bỉ nhất thì bạn có thể lựa chọn những chiếc máy chạm như là Dell 7510 này hoặc là HP ZBook 15G4. Đây đều là những chiếc máy chạm mà có cấu hình tốt, phù hợp để cho bạn làm việc trong khoảng thời gian dài. Và nếu mà bạn có nhu cầu là có tính di động cao thì chúng ta có cả 5510 hoặc là HP ZBook Studio là những dòng sản phẩm mỏng nhẹ giúp cho bạn có tính di động tốt hơn, vì những cái mẫu máy chạm mà mình vừa nêu trên nó khá là dày và nặng. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Quốc Trần. Anh ơi cho em hỏi 17 triệu máy thiết kế đẹp, bàn phím LED, chơi game ổn, tản nhiệt ở phía sau máy, bản ở phía sau máy, SSD màn hình 60Hz trở lên, em nên mua máy nào ạ? Em cảm ơn. Với tầm giá 17 triệu và với những yêu cầu này của bạn thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn là Acer Nitro 5 bản 2019 hoặc là HP Pavilion Gaming Line New. Những chiếc máy này thì đều rất là tốt và phù hợp với những nhu cầu mà bạn đã nêu ra ở trên. Nhưng mà phải lưu ý cho các bạn là phiên bản HP Pavilion thì bản Intel sẽ là cái tản nhiệt thổi ra phía sau, còn AMD thì khá là mát nên họ sẽ cho thổi thẳng vào bản lề nhá. Ok, và tiếp theo của bạn Phương Đỗ cho em hỏi là hiện tại cốt đã được tối ưu cho Ryzen chưa? Mạnh thì mạnh hơn thật, nhưng mà các bạn em bảo là hay có bug, rất là cảm ơn kênh. Trước đây thì mình đã thử cài và sử dụng các phần mềm của ngành lập trình của cốt ở trên chiếc Ryzen 5 Ryzen 7 và chiếc máy này hoạt động rất là mượt mà, chân chu. Các phần mềm này thì không có nhiều bug như kiểu là các bạn phản hồi đâu. Chúng ta cứ thoải mái mà mua những chiếc máy sử dụng chip Ryzen để cho việc học lập trình nhá. Các cái lỗi thì chủ yếu là do là sử dụng các phần mềm crack thì nó gặp một vài lỗi vặt thôi. Và nếu mà như mình ấy thì code Android, có dùng Android Studio thì cái Ryzen có ok không? Tại vì là trên channel cũng có rất nhiều các bạn hỏi về cái phần mềm Android Studio. Ok chứ, mình chạy mượt mà luôn. Và mình cũng đã demo thử một file rồi đúng không? Câu tiếp theo của bạn là Bilobo. Cho em hỏi Reset Win 10 có làm ổ SSD giảm tuổi thọ không? Em cảm ơn. SSD thì sẽ có giới hạn đọc ghi của nó. Nếu như mà quá giới hạn thì có thể dẫn đến việc giảm hiệu năng hoặc là thậm chí là hỏng cả SSD. Nhưng mà tuy nhiên là nếu như mà bạn không nghịch kiểu là Reset Win liên tục thì không làm nhiều lần
thì cũng không sao cả. Việc reset Win 10 thì cũng sẽ không làm giảm tuổi thọ của SSD đâu. Việc reset Win 10 nó cũng chỉ giống như là cài lại Win thôi, nó cũng nhẹ nhàng mà, không đến mức quá nặng nề đâu. Câu thứ 8 của bạn, anh cho em hỏi là em học kỹ thuật xây dựng về AutoCAD 2D, 3D, có chơi FIFA Online 4. Em mua con Acer Nitro 5 i5 2019, anh cho em hỏi máy này bền không ạ? Ấy chà, máy này thì rất là tốt, hoàn thiện tốt, cứng cáp. Còn bền hay không thì còn phải do người dùng nữa. Cấu hình máy này thì đủ dùng cho nhu cầu của bạn, nhưng mà hy vọng là bạn sẽ sử dụng điều độ và bảo dưỡng thường xuyên thì sẽ đem lại độ bền tốt nhất cho máy nhé. Và nói chung là dòng gaming của Acer thì họ hay đánh đổi cho cấu hình hơn, thế nên là những yếu tố khác chúng ta phải hy sinh như là vỏ máy, chất lượng thiện. Nên là nói chung số tiền các bạn bỏ ra như vậy là chúng ta chỉ có được những cái máy như vậy thôi, không thể đòi hỏi hơn được nữa. Nhưng mà mới mình nghĩ như thằng Cu Minh Cận là nó dùng Acer Nitro 5 cũng được khoảng 2 năm rồi, vẫn thấy là rất là thoải mái trong những năm đại học. Thì mình nghĩ là trong khoảng 3-4 năm nữa thì máy vẫn sẽ trụ được cái nhu cầu sử dụng của bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 9 của bạn Thành Hảo. Dưới 20 triệu nhu cầu marketing, anh tư vấn cho em với ạ, chúc kênh cả phát triển. Cảm ơn bạn đã chúc bộ chủ kênh bọn mình phát triển nhá. Ở đây thì ngành marketing thì sẽ không yêu cầu cấu hình quá cao đâu. Theo mình thì chọn máy nào cũng được, nhưng mà với tầm giá dưới 20 triệu thì mình sẽ cố gắng chọn những chiếc máy nào mà mỏng nhẹ và đẹp nhất. Ví dụ như là chiếc Acer ZenBook Q407EQ mà hôm trước chúng mình đã có review rồi. Chiếc máy này thì rất là đẹp và mỏng nhẹ, mạnh nữa, rất phù hợp cho những bạn nào mà học ngành marketing. Và marketing thì có nhiều bạn làm luôn cả đồ họa, thiết kế, thế nên là màn hình cũng phải đẹp là cái yếu tố mà chiếc máy này có thể đáp ứng được. Ok, và câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 10 của bạn Minh Vương Trần. Cho em hỏi học ngành điện tử thì nên chọn máy nào mà đẹp, cân nặng không quá nặng, em chơi LL, F4, tầm tiền 27 triệu đổ xuống. Em cảm ơn và chúc shop phát triển. Đối với ngành điện tử thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phần mềm mà không quá nặng đâu. Cần chủ yếu nhất là RAM thôi, bởi vì các phần mềm của ngành điện tử thì khá là ăn RAM đấy. Đối với mình, bản thân mình thì mình sẽ lựa chọn những chiếc máy chạm của Dell như kiểu là Dell 5510 hoặc là 5520 này. Còn nếu như mà bạn chơi game nhiều thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những chiếc máy như kiểu là G14 chẳng hạn này. Hoặc là bạn có thể thích sự mỏng nhẹ thì có thể chọn cả XPS 15 nữa. Những chiếc máy này thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp RAM, để nếu như mà nhu cầu sau này sử dụng nhiều RAM thì có thể nâng cấp thêm. Ok. Tại vì Ultrabook bây giờ là họ khá là hạn chế khả năng nâng cấp RAM, nên là có lẽ những sự lựa chọn này là hợp lý đấy. XPS 15 cũng là Ultrabook nhưng mà lại có thể nâng cấp RAM. Có màn đẹp. Đủ yếu tố luôn. Còn tiếp theo, còn 11 của bạn anh Đức Mai. Anh ơi cho em hỏi nên mua laptop hạch sách tay không ạ? Chủ yếu là em muốn mua Asus G51 hạch sách tay US, có rủi ro gì không? Mặc dù là hàng new 100%. Hàng new 100% thì khá là an tâm rồi đấy. Nhưng mà đồ điện tử, đã gọi là đồ điện tử thì chúng ta luôn sẽ có một cái sự rủi ro nhất định nào đấy. Hàng new 100% sách tay thì cũng khá là ổn rồi. Rủi ro thì cũng sẽ giống như là hàng chính hãng thôi, chỉ là cách bảo hành và giải quyết vấn đề khi mà gặp lỗi của cái cửa hàng bạn mua thế nào. Chính vì thế là khi mua những cái hàng sách tay thì bạn nên lựa chọn những cửa hàng mà có uy tín hoặc là đủ sự tin cậy. Và thực ra mà nói thì hàng sách tay ở Việt Nam thì cũng đa số có nhiều sản phẩm ấy là họ đã sạch siêu sẵn từ hải quan rồi. Thế nên là họ vẫn phải sạch siêu ra, họ kiểm tra lại và đóng lại siêu thôi. Cái đấy là việc sách tay đấy bình thường. iPhone hay đấy cũng họ gần như như vậy hết à. Câu hỏi 12 của bạn Nguyễn Huy Hoàng. Cho mình hỏi nếu không chơi game chỉ làm đồ 2D thôi, có thêm một chút 3D nữa, thì GTX 1650Ti có đủ khoảng 3-4 năm nữa không? Hay là lên hẳn 1660Ti? Nếu như bạn chỉ học thôi thì theo như mình trong tầm khoảng là 3-4 năm nữa thì việc GTX 1650Ti là thừa sức rồi. Còn nếu như bạn đủ tài chính và muốn thoải mái hơn, thừa còn hơn thiếu mà, thì bạn cứ chọn GTX 1660Ti thôi, thoải mái. Và làm đồ họa 3D thì cả đồ họa là một trong yếu tố rất là quan trọng nha bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Cường, câu hỏi thứ 13. Xin hỏi cho 2020 thì nên mua chip Intel hay là Ryzen ạ? Và nên mua dòng nào? GPU 1660 hoặc 660Ti nào để chơi game tầm trung? Các phần mềm kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin và có thể sử dụng trong vòng 3-4 năm nữa. Tiện xin hỏi shop review một số dòng máy phù hợp như trên ạ. Và ví tiền của mình là khoảng dưới 30 triệu. Cảm ơn shop. Nếu như mà nhu cầu của bạn thì hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn là CPU Ryzen 7 và đi kèm là card 1660Ti là thoải mái rồi. Bởi vì là trên laptop thì gần như là chúng ta không thấy sự xuất hiện của card 1660, nên là trong tầm giá 30 triệu thì mình nghĩ có một sự lựa chọn rất là hoàn hảo, đó chính là HP Omen Gaming bản 15 phiên bản AMD là một sự lựa chọn rất là sáng suốt luôn. Ok. Và có lẽ là trong tầm tiền này cũng đồng ý mình HP Omen 2020 bản AMD.
Câu hỏi 4 của bạn Duẩn Lê. Không phải Lê Duẩn, Duẩn Lê. Ở Đà Nẵng thì làm sao để mua máy ạ? Ở Đà Nẵng à, bạn cứ mua bình thường ở qua kênh online thôi. Bởi vì là chính sách bán hàng online và bảo hành của laptop AZ đang rất là tốt rồi. Và rất là nhiều người bạn tin tưởng. Và nếu có những cái vấn đề gì về bảo hành, về lỗi sản phẩm thì cửa laptop AZ có rất là nhiều đối tác ở trong Đà Nẵng. Và hơn nữa là bọn mình sẽ hỗ trợ 100% tất cả những cái gì mà liên quan đến lỗi của máy, để tận tình nhất giúp cho bạn có trải nghiệm sử dụng mua hàng tốt nhất nhá. Câu hỏi 15 của bạn Phú Phạm, và cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Chào bạn, cho mình hỏi là nếu dưới 30 triệu mà chỉ để chơi game thì có nên lấy Zephyrus G15 1660Ti màn 440, hay là nếu giữa G512 và Zephyrus Ryzen 7 thì chiếc máy nào xài bền hơn, ổn định hơn ạ? Mỗi con máy thì sẽ đều có một điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nhưng ở đây, nếu như mà bạn chỉ chơi game thôi thì theo mình, cá nhân mình thì sẽ nghiêng hẳn về Ryzen 7 luôn. Chiếc G5 với chip Ryzen 7 thì rất là mát, rất là mạnh, hiệu năng cao, rất là phù hợp với lại cả những bạn nào mà chơi game đấy. G15. Thực ra mà nói thì bây giờ nhìn lại thấy là G15 hay là chip Ryzen rất phù hợp với anh em chơi game. Còn những anh em là dùng Intel làm việc nó lại tốt hơn cơ. Bây giờ nó lại ngược như thế. Ngày xưa thì ngược lại. Ngày xưa anh em nào dùng Intel thì cứ mặc định để cho chơi game. Còn AMD làm đồ họa, làm tất cả mọi thứ thì bây giờ ngược lại. Hoàn toàn bây giờ chip Ryzen đang chiếm quá nhiều lợi thế, và đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Và nếu anh em có những cái câu hỏi gì, những băn khoăn gì, hoàn toàn có thể là gửi ở dưới phần bình luận để bọn mình sẽ tổng hợp và trả lời video hỏi đáp tiếp theo nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số hỏi đáp tiếp theo nhé. Bye bye.